Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của Blackberry Bridge đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Nó tách rời ra khỏi khung như này. Đã có di động cao cấp.vn đã có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết cách thay màn hình Blackberry Bridge rồi. Ở video này mình không nói lại nữa, mà đơn giản video này chỉ giải thích cho quý vị các bạn các cái lỗi mà phải thay màn hình Bridge thì nó sẽ như nào. Vì rất là nhiều khách hàng gửi thư mail đến di động cao cấp.vn hỏi về dịch vụ thay mới màn hình của Blackberry Bridge thì nó như thế nào. Thì đầu tiên, màn hình Blackberry Bridge được chia làm hai phần. Đây là phần cảm ứng và đây là phần cáp LCD hiển thị. Khi hàng gặp một lỗi sự cố liên quan màn hình Blackberry Bridge rơi vỡ tất cả, chẳng hạn như này, bị vỡ đấy, vỡ tất không còn cái gì cả, thì chỉ cần thay mới màn hình. Các bạn nhìn đen thui, các bạn không cảm ứng được, nói chung là chết thất, thì chỉ cần thay màn hình, đó, thay trọn bộ màn hình. Trường hợp đó là dễ nhất. Trường hợp đó chỉ cần đến di động cao cấp.vn, chúng tôi tháo ra và thay màn mới cho các bạn. Trường hợp này thì nhanh nhất nhưng chi phí cũng cao nhất, đó, vì là thay trọn bộ màn hình. Trường hợp thứ hai là các bạn rơi vỡ nhưng các bạn vẫn nhìn thấy bên trong, vẫn sử dụng, vẫn vuốt được, vẫn điều chỉnh được, thì trường hợp đó gọi là vỡ kính. Trường hợp này quý vị các bạn chỉ cần thay kính với chi phí bằng rẻ, bằng 1/3, thậm chí là bằng 2/3 so với việc phải thay trọn bộ màn hình của Blackberry Bridge mới. Còn một trường hợp nữa là các bạn rơi vỡ, các bạn vẫn nhìn thấy bên trong nhưng các bạn không điều khiển được. Trường hợp này thì là khó khăn nhất, vì trường hợp này thì không thay được cảm ứng của Blackberry Bridge mà lại quay về trường hợp đầu tiên là phải thay trọn bộ màn hình. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình của điện thoại Blackberry Bridge, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn tùy từng trường hợp cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.